Không không không, đó không thể là né nha. Cái sự bào chữa của anh Việt muộn màng rồi dành cho chơi đi. Như đây là pha lăn bụng hai người rất đẹp, pha trỗi hồn được ba người cũng đẹp không kém. Nhưng khoan, bên phía bên kia Virus vẫn còn sống. Và đó là tính đam sai đến từ cặp đôi đường rồng của G-Team. Họ quay trở lại chỉ để làm chuyện nào sao. Thiêu đốt được sử dụng đến từ ban khi anh ta di chuyển ra khu vực đường rồng rất nhanh tay. Cấp 5 Cherry hãy làm một cái gì đó giải trí xem nào. Cái này khá là hay chứ không phải hơi giải trí xíu nào cả. Xoay kiếm và bộ chiêu cuối tốc biến rất nhanh chóng đến từ Begos. Và anh ta tạm thời vẫn đang còn sống, quay ngược trở lại. Nắm đấm công lý được sử dụng. Andres đang đấm đứt đầu mặt đối phương nhưng ta vẫn chưa giết được bất kỳ ai cả. Cherry có một điểm hạ gục và quy chính xác vào người đối phương, double kill. Lần này Cherry không mắc bất kỳ một sai lầm nào cả. Tại sao? Tại sao meta ta lại tiến lên cao như vậy và để cho đối phương? Đó mới là lúc mà Cherry tiếp tục đánh sâu trong phần rừng của đối phương. Anh ta cướp đi 7 người đá. Ui, lại bước vào một trong cái bụi mà người bước vào trong bụi lại là xã thủ nữa chứ. Nhưng anh ta có đồng hồ ngưỡng động, anh ta vẫn còn sống, tốc biến để thoát đi. Tung ra một mũi tên xuyên phá rất chính xác, xích đao lại nằm trong tay của MetaNOT. Rất đáng tiếc dành cho team Keso khi người ăn được cái xích đao giờ mới hồi sinh. Như vậy là team không có người đi rừng đây nhưng họ vẫn muốn lấy máu của bên phía đối phương. Và Andres bị dùng sát thương quá đau, người ta đã bay nằm. Và tiếp tục là đội hình của J-Team. Bây giờ họ sẽ tiếp tục đánh khi mà Cherry đang đến. Đo 128 có lao vào hay không? Câu trả lời là không. Một con đẩy lính của mình trên. Sau đó thì người ta thả lại và ta lấy trụ trên. Kịch bản này diễn ra liên tục từ nãy tới giờ. Bị bắt. Andres có đồng hồ cát của mình. Ui. Và Cherry. Ui. Anh ta trước đó. Nhưng ta vẫn có thể hạ gục được Andres, người đi đường bên phía đối phương. Có dây chuyền trục tội. Nhưng Cherry không nằm trong vùng của dây chuyền trục tội nên anh ta đã bay nằm. Và bên này thì Pan gỡ lại được thêm một ta lên búa tiến công. Anh ta lên luôn cái rìu đen. Cú xoay kiếm người ta khoan đá đây là Senna. Người ta đang bị bắt lại, đã phải mất đi tốc biến từ vị trí của Berry. Người ta có một lượng giáp ảo được tạo ra. Và Berry vẫn đang có thể lùi được với cú đạn cuộc chiến xác của mình. Và Andres không may mắn như vậy, mặc dù đã bấm lồng đèn nhưng Andres vẫn phải lên 3 điểm số. Pan tiếp tục lùi vào vị trí của Metanod. Metanod cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình. Bây giờ là Acolai. Acolai đang gặp nguy hiểm. Sóng âm được găm vào con lính. Cherry đang muốn tiếp cận vào vị trí của Acolai. Và mặc dù là chơi đội hình nhiều đấu sĩ, Khoan đã tiếp tục pha lao vào với sóng âm của Cherry vô ánh cước. Và Vezos không có cách nào khác thoát đi cả. Vezos chưa hồi lại tốc biến. Ta một lần nữa phải nằm xuống ai từ được kéo chính xác vào người của Berry. Berry đang bị tấn công. Thùng đủ nổ để quang đài để có thể giải về. Berry đang cố gắng quẩy nhưng ta không quẩy được, sẽ tiếp tục lỡ được bắn trúng. Metano tiếp tục phải lên bàn điểm số với một chấm máu của mình. Từ team Keso, J-Team đã có được cả 3 đường siêu bom địa ngục quang đài để có thể dọn lính. Nhưng làm sao mà dọn hết được đợt lính này? Và một người đã phải lên bàn điểm số trong đội hình team Keso, đó là Andres. Tiếp tục lao vào, đội hình của J-Team đang tàn sát đối thủ. Những đợt lính bắt đầu chạm trụ. Hai con ô tô có bùa lợi bằng tay Baron. Và J-Team sẽ phá hủy nhà chính của đối phương. Và vương lên dẫn trước thì sẽ kiểm soát đi con cua kỳ cục này. Rất tuyệt đệ. Một khi đã ăn là ăn cả ngựa, cả team. Nhưng đó là một tình huống giữ lại cua thành công cho team Keso. Họ tiếp tục đánh nhau với đối phương. Đã có một điểm hạ gục dành cho Berry. Và đổi một điểm hạ gục ngược trở lại. Andres cũng nằm xuống. Nhưng trước đó thì Andres cũng đã có một điểm hạ gục dành cho chính đội của mình linh hoạt hơn một chút. Để tạo ra những cái thế đánh thuận lợi hơn dành cho họ. Nhưng liệu nó có chính xác không, đây bế được một người về. Người đó là một trong những người trâu nhất trong team của J-Team, đó là con Garen. Anh ta chém phát chém của mình vẫn chưa giết được bất kỳ ai cả. Nhưng sau đó pha lướt lên không khác gì từ xe của xã thủ đến từ. Đã phải trả một cái giá khá đắt, anh ta đã phải nằm xuống rồi. Chơi các lướt lên với thảm lửa trong pha thi đấu này. Tuy nhiên dù sao anh ta cũng đã đem về được hàng gục, đó là mạng gục người chơi đi đầu bên phía đối phương. Metanod đang bị tấn công, đây sử dụng của thuốc quyền công trúng của ai cả trong đó. Berry bắn gục được Andres phía bên kia. Khả năng bắn của Berry vẫn là quá kinh khủng và đi qua. J-Team cũng không thể kiểm soát được mục tiêu lớn một cách dễ dàng. Đây là Cherry, anh ta bị đá ngược lộn, cứ ngược trở lại. Nhưng sau đó anh ta nhảy vào người của Metanod và có được một màn hạ gục. Đó là một pha đánh nó ở hai cái khu vực khác nhau. Và trong tình huống đó thì team Kiso có vẻ như là đã mất đi cái sự liên lạc với nhau và không biết là nên chọn mục tiêu nào để tấn công hiệu quả nhất. Đi qua vẫn còn sống ở đây. Lao lên với con Akali với con liệu cái chiếc điểm bất kỳ ai không, anh ta vẫn chưa giết điểm bất kỳ ai cả. Kinh lực được tung ra giúp cho anh ta còn sống một chút xíu mà thôi. Bàn cuối cùng cũng đã phải nằm vì không còn đang lượn lách ở trong cái bóng khói của mình. Nhưng sau đó cũng không quá lâu anh ta cũng đã phải nằm. Đo 128 anh ta đánh rất là chủ động nha. Biết là đối thủ sẽ hướng đến hàng rồi sẽ giả cái nước họ tổ chức bắt. Đo 128 đang quá trâu trong pha này, thậm chí là bàn tốc biến lên bế ngược bàn về. Đó là vị trí của Metano, thảm lửa được trải ra ngăn cách đội hình của J-Team. Và team Keso đánh rất tốt trong pha này. Andres còn một chấm máu như ta vẫn có thể lùi về được. Hai người khác đang muốn làm điều gì đây? Họ đang muốn bắt đội hình đối phương của đối phương. Sóng âm được gầm chính xác, Joey Cat tăng lên. Ui bắt đồng bằng. Nhưng đó là quyết định tại sao? Ngay lập tức Joey Cat bốc hơi. Và thêm cả một người đồng đội của anh ta, đó là Metanod nữa. Một quyết định rõ ràng là
rất sai lầm đến từ team Kaiso. Các thành viên của họ không có được sự liên lạc quá mạnh mẽ ở đây. Andres đang bị truy đuổi bởi Cherry, làm choáng thành công. Và Cherry thiêu đốt, sau đó lạnh lùng bỏ đi khi nhận ra ở đây nữa khiến cho ta không thể về được. Ôi chà, đi qua có một pha sử dụng kỹ năng cá nhân tốc biến và kết hợp cả cú đấm công lý rất hay, 90 độ. Và Metanode là mà hạ gục dành cho J Team. Andres đang muốn làm điều gì đó, anh ta quá đơn độc đã phải tốc biến đi. Một người khác cũng đang rất đơn độc ở đây, đó ở vị trí của Vezos. Đội hình của team Keso thi đấu quá rời rạc ở trong màn này. Vezos đang phải bỏ chạy và đồng hồ 28 đang gần như là team Keso sẽ mù tầm nhìn ở trên toàn bản đồ, và thậm chí là J Team muốn đánh ở đây và làm choáng được hai người. Andres chỉ còn một nửa lượng máu, anh ta lùi về hắc ám soi rọi được tung ra. Perry vẫn đang có thể bắn rất thoải mái từ phía sau. Vezos đang muốn băng và tìm vào vị trí của Perry, sử dụng sát chiêu hoàn hảo của mình, nhưng Vezos đang bị tấn công, anh ta bị câm lặng, ta mất đi luôn cả đồng hồ cát của mình. Trong khi đó thì Acolyte có thực cả sâu nhưng anh ta cũng chỉ đánh lùi ở đây mà thôi. Và sóng âm chính xác từ vị trí của Andres. Andres lao ra vô cương không dứt điểm được ai cả, mà anh ta mới là người phải bỏ mạng lại. Berry đã phải sử dụng tốc biến, từng cái bụi một cắm được một con mắt và không làm gì được thêm cả. Đang cố gắng bắt được một người về, lại một lần nữa họ bắt một người rất trâu, đó là con Galio. Và quay ngược trở lại ăn xong Baron tiếp tục đánh nhau, đó là quyết định của J Team. Unstoppable dành cho Cherry, anh ta gõ bất kỳ ai chỉ tốn khoảng 3 cái là người đó nằm. Thậm chí là Galio trong tay của DY sát thương của ta cũng rất to đằng khác. Yuka sâu mắc kẹn ở đây, không thể nào sống được quá lâu. Dominating dành cho Cherry với con rắc của mình. Và họ sẽ chấm dứt trận đấu chỉ sau 17 phút thi đấu mà thôi. Và chắc chắn là như vậy rồi, nhà chính sẽ nổ thôi. 2-0